Do đó, quý vị thấy tiến sĩ Giang Bổn Thắng làm thí nghiệm với nước. Ông ta nói với tôi, trong 10 năm làm thí nghiệm trăm vạn lần, chẳng thấy có hai kiểu mẫu nước kết tinh hoàn toàn giống nhau. Nói lên điều gì? Cho thấy ý niệm của chúng ta trong mỗi niệm chẳng giống nhau. Đây là nói tới niệm khoảnh. Mỗi niệm khoảnh đều khác nhau, nên quả báo khác nhau. Nói tóm lại, chẳng thể thiếu phước, chẳng thể thiếu huệ. Vì vậy, bất luận trong đại thừa hay tiểu thừa, tông môn giáo hạ, hiện giáo hay mật giáo, Đức Phật đều dạy chúng ta phải phước huệ song tu. Đức Phật hết sức yêu thương mỗi người chúng ta, nhưng chẳng có cách nào ban phước huệ cho chúng ta. Ngài chẳng có khả năng ý. Những gì Ngài đã tu vĩnh viễn thuộc về Ngài. Dẫu Ngài có tốt với chúng ta đến mấy đi nữa, vẫn chẳng có cách nào ban cho. Phải hiểu đạo lý này. Đức Phật dạy cho chúng ta phương pháp và lý luận tu hành nơi nhân địa. Quý vị tu hành đúng lý đúng pháp, tự nhiên đạt được quả báo. Thế giới này là y báo, thân thể chúng ta là chánh báo, cũng biến hóa trong từng sát na. Kinh gọi sát na là một niệm khoảnh. Chánh báo là trạng huống thân thể, bất luận là nhục thể hay tinh thần, mỗi ngày đều khác nhau. Y báo là hoàn cảnh. Hoàn cảnh hiện thời chẳng tốt đẹp, rất tệ. Do nguyên nhân gì? Nhất định phải hiểu điều này. Hoàn cảnh do nghiệp lực cảm dời, cảnh chuyển theo tâm. Đa số loài người chúng ta tâm chẳng tốt lành, tự tư tự lợi. Khởi tâm động niệm đều vì tiếng tâm lợi dưỡng, đều là ngũ dục lục trần. Ý niệm chẳng tốt lành, toàn là ý niệm tự tư tự lợi, tổn người lợi mình. Các ý niệm ấy tạo thành sự hỗn loạn trong xã hội. Tai biến nơi y báo tạo thành tình hình này. Có người trước kia, chẳng cần nói xa xôi, chỉ nói tới người Trung Quốc 60 năm trước. Hoàn cảnh cư trụ của chúng ta trong 60 năm trước tốt hơn hiện thời. Nhân dân thuần phát, tâm tự tư tự lợi chẳng nghiêm trọng như hiện tại. Phổ biến là ai này còn có tâm yêu thương, thấy người khốn khổ đều có thể chìa tay giúp đỡ bất cứ lúc nào, thật sự giúp đỡ. Có người vẫn còn có chút tình nghĩa, hiện thời chẳng còn nữa.
Đó là gì? Chẳng tu phước. Con người hiện thời có phước hay không? Thật sự có phước. Họ đang hưởng phước mỗi ngày. Nhưng phá hỏng phước bao. Hưởng thụ quá lố. Người xưa kia khác hẳn, họ tu phước. Cổ nhân tu phước. Nên thời gian hưởng phước lâu dài, trải nhiều thế hệ. Có người hiện thời hưởng phước, chẳng tu phước. Hưởng hết sạch phước thì sẽ như thế nào? Hiện thời là lúc phước bao sắp hưởng hết. Hưởng hết thì tai họa bèn hiện tiền, chẳng có phước nữa. Vì đã hưởng hết phước rồi,